Chào các bạn, trong các bài thần trước, chúng ta đã rewrite thành công cho tất cả các danh mục tin cấp 1 bên trong website của chúng ta. Trong bài hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục rewrite cho phần tìm kiếm. Các bạn ý là khi chúng ta đang đứng ở trang chủ, chúng ta tìm kiếm một từ khóa nào đó, sau đó chúng ta bấm nút tìm kiếm, thì bạn thấy là chúng ta tìm kiếm ra được. Nhưng mà khi chúng ta bấm vào một danh mục tin cấp 1 nào đó và khi chúng ta đứng bên trong này mà chúng ta tìm kiếm thì nó sẽ không tìm ra. Ví dụ chúng ta đang đứng trong danh mục thị trường, sau đó chúng ta tìm Ronaldo, thì mình thấy là bây giờ nó là hiểu là trang kết quả tìm kiếm chấm biệt bi này là nó nằm trong thư mục category bar, do đó là nó sẽ không tìm thấy. Vì hiện tại là bên trong website của chúng ta không có cái thư mục nào là category bar và bên trong đó có cái trang nào là trang kết quả tìm kiếm chấm biệt bi cả. Cái trang kết quả tìm kiếm chấm biệt bi của chúng ta là nó chỉ nằm bên trong cái thư mục gốc của website của chúng ta thôi. Bạn thấy là trang kết quả tìm kiếm này là nó đang nằm bên trong thư mục gốc CMS của chúng ta, nó không có nằm bên trong một cái thư mục con nào cả. Do đó là bây giờ là chúng ta phải viết lại cái link cho cái phần tìm kiếm chỗ này. Bây giờ các bạn hãy mở lại cái trang form search của chúng ta, các bạn xem thử. Thì hiện tại là trong cái form của chúng ta đang có một thuộc tính action, chúng ta đang để là action link tới trang kết quả tìm kiếm .php, có nghĩa là sau khi người ta nhập một cái từ khóa vào bên trong này, người ta bấm nút tìm thì nó sẽ hiện ra trang kết quả tìm .php. Thì nếu chúng ta để như vậy thì khi đưa lên địa chỉ web thì người ta sẽ thấy luôn chúng ta liên kết tới trang kết quả tìm .php. Ví dụ như là các bạn đang đưa gốc, các bạn tìm thử, thì khi chúng ta bấm nút tìm thì cái trang kết quả tìm này nó sẽ được đưa lên địa chỉ web và cái keyword người ta nhập vào nó đưa lên đây luôn. Do đó bây giờ chúng ta sẽ rewrite lại cái link này. Thì bên trong cái trang form search này, chỗ action này, chúng ta không để cái trang kết quả tìm .bb nữa, vì chúng ta để như vậy thì người sử dụng người ta sẽ biết được chúng ta cái trang kết quả của chúng ta tên gì. Do đó chỗ này chúng ta cũng phải tạo một link thân thiện, có nghĩa là chúng ta sẽ tạo một link ảo. Chỗ này chúng ta sẽ đưa địa chỉ web vào, thay vì chỗ này là chúng ta tới trang kết quả tìm .bb thì bây giờ chúng ta không ghi về nữa, mà chúng ta sẽ, ví dụ chúng ta sẽ tạo ra một cái trang ảo là kết quả tìm kiếm .html. Vậy là chúng ta sẽ tạo ra một cái trang ảo là kết quả tìm kiếm .html nằm bên trong website của chúng ta. Chúng ta định nghĩa ra một cái link ảo, ví dụ là như vậy. Và khi chúng ta định nghĩa cái link ảo này thì các bạn phải vào file .html, các bạn khai báo vào. Ví dụ chỗ này chúng ta định nghĩa index thì cái link ảo tương ứng là index.html. Bây giờ các bạn copy cái dòng rewrite này xuống bên dưới, chúng ta sẽ làm tương tự. Cái link gốc của chúng ta hồi nãy á là kết quả tìm .bb. Bây giờ chúng ta muốn nó sẽ là kết quả tìm kiếm .html thì bên tay trái này sẽ là cái link mà chúng ta mong muốn, là chúng ta sẽ rewrite cái trang kết quả tìm .bb này thành cái trang là kết quả tìm kiếm .html. Chỗ này chúng ta bỏ bớt một cái .html đi, một cái .html thôi. Vậy là chúng ta rewrite kết quả tìm .bb thành kết quả tìm kiếm .html. Bây giờ các bạn lưu lại. Bây giờ các bạn vào trang chủ, sau đó các bạn thử bấm vào lĩnh vực thị trường, và trong cái hộp tìm kiếm này các bạn hãy thử tìm kiếm lại cái từ khóa Ronaldo thử, sau đó các bạn bấm nút tìm thử, thì bạn thấy là bây giờ nó không còn báo lỗi nữa, và cái địa chỉ link của chúng ta bây giờ trên đây là một cái địa chỉ ảo, đó là kết quả tìm kiếm .html, mà thực tế là trong website của chúng ta là không có trang này. Trong web server khi nó gặp cái địa chỉ trang web là kết quả tìm kiếm .html này thì nó tự động nó hiểu là nó đi lấy cái trang kết quả tìm .bb này nó chạy. Do đó là cái link của chúng ta trên đây là một cái link thân thiện.
người ta sẽ không biết được chúng ta link tới trang nào. Do đó là về vấn đề bảo mật, khi chúng ta rewrite thì nó cũng sẽ bảo mật hơn, và cái link của chúng ta là link thân thiện, có nghĩa là link của chúng ta nó sẽ đẹp hơn là cái link gốc. Khi chúng ta vào danh mục tin cấp 1 trên menu chính và chúng ta chọn tiếp danh mục cấp 2, chúng ta bấm vào, chúng ta xem các tin tức thuộc danh mục cấp 2 đó, thì cái link của danh mục tin cấp 2 khi chúng ta bấm vào, chúng ta truyền lên là chúng ta link tới trang layout thể loại tin, và chúng ta truyền vào hai mã số danh mục, đó là card và subcard. Thì card này chính là ID thể loại và subcard này chính là ID thể loại tin. Đó là mã số danh mục tin cấp 1 và mã số danh mục tin cấp 2. Thì đối với cái link như vậy thì link như vậy là link gốc. Đối với link mà có những ký tự đặc biệt bên trong, ví dụ như là chấm hỏi, bằng và như vậy, thì khi chúng ta share vào bên trong mạng xã hội ảo, ví dụ như là Twitter hay là Facebook, thì nó sẽ cấm, nó sẽ không cho chúng ta share vào. Do đó nếu mà các bạn muốn chia sẻ link thì các bạn phải rewrite link này thành link thân thiện thì chúng ta mới đưa được các link này vào bên trong mạng xã hội ảo. Thì trong bài hôm nay là chúng ta sẽ rewrite cho cái phần danh mục tin cấp 2. Thì đối với link gốc của chúng ta là chúng ta đang link tới trang là layout thể loại tin chấm .php, và chúng ta trong cái link này chúng ta truyền hai cái mã số danh mục, đó là card bằng x và subcard bằng y. Trong đây x là ID thể loại, đó là mã số danh mục tin cấp 1, và y là ID thể loại tin. Và ID thể tin này chính là mã số danh mục tin cấp 2. Thì đây chính là link gốc của chúng ta. Link gốc này là link mà chúng ta chưa có rewrite cho nó. Bây giờ nếu mà chúng ta quy đổi link thì chúng ta sẽ có những cái dạng, ví dụ như là chúng ta sẽ quy đổi nó thành như vậy. Đầu tiên là địa chỉ website, sau đó chúng ta sẽ để đây là category x, xịt category y. Đối với cái tên mà chúng ta chim vào chỗ này là chúng ta để cái tên gì cũng được. Ví dụ chỗ này chúng ta để là cat x cat y. Trong đây cái cat này là chúng ta chim vào, còn cái x này là cái mã số thể loại, còn cái y này là cái mã số thể loại tin, và phía sau này là cái tên thể loại tin. Ví dụ người ta vào thế giới, người ta chọn khám phá, vậy chỗ này chúng ta sẽ để là khám phá chấm html. Thì trong cái link này là chúng ta bắt buộc phải có hai mã số x và y, đó là mã số thể loại và mã số thể tin. Còn phía trước này là chúng ta để tên gì cũng được, phía trước này là cái mà chúng ta tự chim vào. Ví dụ các bạn có thể để là menu x, rồi chỗ này là menu, thì cái tên phía trước là chúng ta để tên gì cũng được, nhưng mà bắt buộc trong cái link này là các bạn phải làm sao có được hai cái tham số x và y, đó chính là hai cái mã số danh mục của chúng ta. Thì đối với link này là không đẹp, nhưng mà được bù lại một cái là nó sẽ dễ làm. Và link này là nó đã đáp ứng được chuẩn là link thân thiện, có nghĩa là chúng ta có thể chia sẻ được link này vào bên trong mạng xã hội ảo, nhưng về mặt thẩm mỹ thì chúng ta nhìn thì không được đẹp lắm, vì trong cái link này chúng ta vẫn còn cái mã số x và mã số y của hai cái danh mục mà chúng ta bấm vào. Nếu mà chúng ta rewrite đẹp hơn, nhưng mà
Khi cái bảng RAI đẹp thì dĩ nhiên là chúng ta phải bỏ ra nhiều công sức để chúng ta sửa lại website của chúng ta. Ví dụ nếu mà cái bảng RAI đẹp thì các bạn sẽ RAI theo dạng như vậy. Là trong đây chúng ta chỉ để cái tên mà người ta chọn thôi. Ví dụ chỗ này chúng ta để là thế giới xịt khám phá .html. Ví dụ người sử dụng người ta vào thế giới rồi người ta chọn khám phá thì trong cái link chúng ta chỉ ghi là thế giới khám phá và cái .html này là chúng ta thêm vào. Thì đối với cái dạng link này thì về mặt mỹ thuật thì nhìn vào là nó đẹp nhưng mà bù lại sẽ là khó làm, có nghĩa là chúng ta phải làm qua rất là nhiều bước thì mới được cái link dạng như vậy chứ không phải là đơn giản. Do đó là nếu bạn nào muốn làm dạng bên dưới thì các bạn phải bỏ ra nhiều công sức. Thì trong phần hình này thì tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách làm thế nào để chúng ta làm được cái dạng link đẹp bên dưới. Thì đó là hai cái link ảo mà chúng ta có thể tạo ra từ cái link gốc này. Đây là link gốc. Còn phía dưới này là link ảo mà chúng ta mong muốn là chúng ta sẽ rewrite nó thành ra là như vậy. Do đó là chúng ta sẽ thử tiến hành chúng ta rewrite thử hai cái link này. Nhưng mà đầu tiên là chúng ta sẽ làm cái dạng dễ trước, còn cái dạng khó này là các bạn sẽ làm sao? Các bạn phải làm cái dạng đơn giản trước để các bạn hiểu cái nguyên tắc rewrite như thế nào đã, rồi sau đó chúng ta mới chuyển qua chúng ta làm cái dạng khó được. Bây giờ các bạn hãy mở website lên. Và các bạn cũng hãy mở lại trang .htset trong website của các bạn lên. Bây giờ chúng ta sẽ làm cho cái menu này. Chúng ta sẽ rewrite cho cái danh mục cấp 2 trong menu này. Khi các bạn rewrite cho danh mục cấp 2 trong menu thì nó cũng giống cho các phần còn lại. Ví dụ như là chúng ta cũng có các danh mục cấp 2 bên trong cái trang layout thể loại tin này. Hay là ở trang chủ chúng ta cũng có các danh mục tin cấp 2 trong cái phần tin tức mới theo thể loại. Thì đây là các danh mục tin cấp 2, hay là chúng ta cũng có các danh mục tin cấp 2 trong phần sitemap bên dưới này. Thì các bạn rewrite tương tự thôi. Nếu các bạn rewrite được cho cái danh mục tin cấp 2 cho menu thì các phần còn lại là các bạn làm tương tự. Bây giờ chúng ta sẽ thí nghiệm trên cái trang menu trước. Do đó là trong đây các bạn hãy tìm lại cái trang menu.php trong website của các bạn để các bạn mở lên. Bây giờ trong trang menu này các bạn hãy tìm link của danh mục tin cấp 2. Thì đây là cái danh mục tin cấp 2 của chúng ta. Nó chính là cái tên thể loại tin. Khi bấm vào tên thể loại tin thì lúc trước chúng ta đã có tạo link là chúng ta link tới trang layout thể loại tin.php và chúng ta truyền hai tham số cho nó, đó là cat chính là mã số danh mục tin cấp 1 lại đi thể loại và subcat chính là mã số danh mục tin cấp 2. Bây giờ chỗ thẻ A này các bạn phải enter xuống cho nó xuống dòng để chúng ta sẽ dễ nhìn hơn. Các bạn hãy copy từ A tới xuyệt A. Các bạn dán xuống bên dưới. Sau đó các bạn khóa cái thẻ A này lại. Bây giờ bên trong cái thuộc tính href này, chỗ tên tập tin php rồi chấm hỏi cat là các bạn bỏ hết, vì trong link thân thiện là chúng ta không có để tên của trang web của chúng ta, vì như vậy người ta sẽ biết được chúng ta link tới trang web nào và chúng ta sử dụng ngôn ngữ gì để chúng ta làm website. Do đó chỗ này là về phần bảo mật là chúng ta bỏ hết mấy cái này. Các tham số truyền lên thì chúng ta cũng bỏ luôn, dấu chấm hỏi, dấu và, dấu bằng là bỏ hết. Chúng ta phải sử dụng đường dẫn link tuyệt đối và chúng ta phải đưa website của chúng ta vào bên trong địa chỉ link. Do đó chỗ này chúng ta sẽ echo cái biến $URL vào bên trong này. Chỗ này hồi nãy ví dụ chúng ta để là menu. Do đó chúng ta chim vào cái chữ chỗ này là menu. Cái chữ phía trước này là hồi nãy chúng ta chim vào. Chữ này thì các bạn chim vào chữ gì cũng được. Ví dụ chúng ta chim vào là cái chữ menu. Còn cái X này chính là cái mã số ID thể loại. Thì cái X là chúng ta đã có rồi trong cái link.
chính là cái ID thể loại này. Còn cái dấu và, dấu bằng gì ở đây, subcat này các bạn bỏ hết, các bạn xuyệt chỗ này. Và chỗ này chúng ta chìm vào nữa là menu y, menu y, chỗ này là menu y, y chính là ID thể loại tin, mà ID thể loại tin của chúng ta chính là cái này. Thì cái này trong cái link cũ của chúng ta là đã có rồi. Và chúng ta tiếp tục là chúng ta xuyệt, xuyệt tới cái khám phá chấm .html, mà cái khám phá này chính là cái tên thể loại tin. Do đó là chúng ta cần đưa cái tên thể loại tin vào bên trong này. Các bạn vào cái request detail thể loại tin, các bạn lấy cái tên thể loại tin trong đây, các bạn đưa vào sau cái dấu xuyệt này. Sau đó chúng ta thêm một cái chấm HTML vào, vì trong cái link chúng ta muốn là rewrite, là chúng ta sẽ có cái trang tên là khám phá chấm HTML. Thì đối với cái link này của chúng ta thì cái tên thể loại tin này là chúng ta cũng cần phải cắt bỏ tiếng Việt. Do đó chỗ này các bạn hãy thêm cái Việt decode vào, các bạn Việt decode cho cái tên thể loại tin. Trong trang này thì lúc trước là chúng ta đã có gọi cái tập tin Việt decode rồi, do đó bây giờ các bạn không cần phải gọi nó nữa. Vậy là cái link bên dưới này là cái link gốc của chúng ta, còn cái link này là cái link mà chúng ta rewrite. Đây là một cái link ảo do chúng ta tự tạo ra. Bây giờ các bạn hãy lưu trang menu lại, các bạn review lại thử trang chủ của chúng ta thử. Bây giờ các bạn hãy đụng vào thử cái mục khám phá chỗ này, thì bạn dòm xuống phía thanh status bên dưới này, thì bạn sẽ thấy cái link của chúng ta là nó sẽ có định dạng là localhost xuyệt menu 2 xuyệt menu 4 xuyệt khám phá chấm html. Ví dụ các bạn đụng vào mục tài chính chứng khoán thì nó sẽ là menu 3 xuyệt menu 6 xuyệt tài chính chứng khoán chấm html. Thì đối với định dạng link là chúng ta đã làm được rồi, nhưng mà khi các bạn bấm vào thì nó lại báo là trang này không có, là do chúng ta chưa có định nghĩa bên trong web server. Các bạn mới có tạo link ảo thôi, nhưng mà chúng ta phải khai báo cái link ảo này vào bên trong tập tin chấm .html thì web server nó mới hiểu được cái link mà chúng ta vừa mới định nghĩa ra. Do đó là bước kế tiếp là chúng ta phải vào bên trong cái file chấm .html này, chúng ta khai báo cái link của chúng ta. Bây giờ các bạn hãy copy cái dòng category này, các bạn copy các bạn bỏ lên trên. Chỗ này chúng ta sẽ là menu, đây là x, và phía sau này chúng ta cũng chim vào cái chữ hồi nãy là bên đây, chúng ta chim vào chữ menu. Chỗ này chúng ta cũng chim vào chữ menu. Chỗ này chúng ta cũng chim vào chữ menu. Hai chữ này thì các bạn có thể đặt tên khác nhau cũng được. Ví dụ chỗ này chúng ta đặt tên là, nếu mà menu hết thì các bạn hơi khó hiểu. Chỗ này ví dụ chúng ta đổi lại, chúng ta đặt để nhìn vào các bạn thấy được cái cấp độ của menu. Ví dụ chỗ này chúng ta đặt là cat, còn chỗ này chúng ta đặt là subcat. Cat là category, còn subcat có nghĩa là subcategory. Chúng ta sẽ đặt như vậy để chúng ta thấy được cấp độ của menu. Ví dụ chỗ này chúng ta đổi lại là cat, còn chỗ này chúng ta đổi lại, thay vì chúng ta dùng chữ menu thì chúng ta dùng chữ subcat chỗ này. Chỗ này chúng ta dùng chữ cat. Các bạn lưu lại. Và bên file .html này chúng ta cũng sẽ đổi lại cái chữ này luôn. Chỗ này cat, chỗ này là subcat. Vậy là chúng ta còn thiếu một tham số chỗ này, do đó các bạn thêm vào một cái nữa, đó là chấm sao chấm html. Thì cái cat này là cái mà chúng ta thêm vào bên trong cái link của chúng ta. Còn cái x này là mã số ID thể loại, thì cái dấu sao này là đại diện cho x. Và
phía sau nữa là subcat. Còn cái này là đại diện cho y, chính là cái ID thể loại tin của chúng ta. Cái y này chính là cái ID thể loại tin. Và phía sau này, cái dấu sao này là đại diện cho tên thể loại tin, và sau đó là chấm HTML. Và cái mép bên phải này của chúng ta sẽ là link gốc. Các bạn xem lại, cái link gốc của chúng ta là chúng ta link tới trang layout thể loại tin.php. Do đó chỗ này chúng ta sẽ để là layout thể loại tin.php. Và trong cái link của chúng ta có truyền vào hai tham số, đó là tham số cat và subcat. Cái subcat này sẽ là $2. Thì trong link của chúng ta có hai tham số, tham số nhất là cat, tham số thứ hai là subcat. Đó là hai mã số ID thể loại và ID thể loại tin. Vậy là trong đây $1 này là đại diện cho cat, chính là đại diện cho ID thể loại. Còn $2 này là đại diện cho subcat, nó đại diện cho ID thể loại tin. Các bạn lưu lại. Trong đây các bạn cũng phải chú ý là trong file .htset của chúng ta thì cái link nào mà nó có nhiều tham số. Đối với những cái link này là những cái link có tham số truyền vào, còn những cái link này là những cái link dạng là không có tham số truyền vào. Thì đối với những cái link có tham số truyền vào thì cái link nào có tham số nhiều các bạn nên để phía trên. Ví dụ link bên dưới này là chỉ có một tham số thôi, còn link bên trên này là có hai tham số. Do đó chúng ta để cái link này phía trên. Bây giờ các bạn hãy thử lưu lại và các bạn quay về trang chủ, các bạn refresh lại. Và bây giờ các bạn hãy thử bấm vào lại mục khám phá thử, thì bạn thấy là bây giờ nó không báo lỗi file not found nữa, mà nó đã có phản ứng, có nghĩa là chúng ta đã thấy được cái nội dung trang web. Nhưng vấn đề nó mắc giao diện thì chúng ta cũng sửa lại, giống như là khi các bạn rewrite cho danh mục tin cấp 1. Có nghĩa là các danh mục tin cấp 2 của chúng ta là cái link nó đã theo đúng ý đồ của chúng ta, là cat chúng ta truyền lên, còn đây là x là mã số thể loại, và đây là subcat, và phía sau này là mã số của danh mục tin cấp 2, đó là ID thể loại tin. Và cái tên thể loại tin mà người ta bấm vào là chúng ta đã truyền lên được bên trong cái link này. Còn vấn đề làm sao sửa lại cái này thì chúng ta cũng làm tương tự như là trong phần chúng ta làm cho danh mục tin cấp 1, thì chúng ta cũng sửa tương tự như vậy. Nhưng mà trước khi sửa cái phần này thì các bạn phải làm sao làm được tới đây. Có nghĩa là các bạn phải định nghĩa làm sao được cho cái link bên trong cái menu của chúng ta, cho phần link tới danh mục tin cấp 2 và trong file htset để nó hiểu được. Thì đó là bài thành hôm nay của các bạn. Chúc các bạn thực hành bài lắp này thành công. Chào các bạn.